Deontay ước mơ được huyền thoại Mike Tyson khen ngợi. Cựu vương hạng nặng Shannon Brink tiết lộ Mike Tyson vẫn nuôi hy vọng trở lại thi đấu. Năm ngoái, Shannon Brink, cựu vương hạng nặng WBO bất ngờ tuyên bố về dự định tái xuất quyền anh chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp thi đấu, Brink giành tổng cộng 60 trận thắng sau 68 lần thượng đài với 53 lần thắng knock out. Trước câu hỏi về khả năng so găng với Mike Tyson, Đại Bắc Mỹ cho hay trên ES News, không, không đời nào. Tôi quý anh ấy như người anh lớn vậy. Tuy nhiên anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vẫn muốn thi đấu. Bên cạnh đó, cựu tay đấm sinh năm 1971 cũng khẳng định Dan Wilder không có cửa đánh bại Tyson thời đỉnh cao. Mai Tyson sẽ thắng thôi. Trước khi bước vào sàn đấu với Tyson, bạn sẽ đánh mất hoàn toàn những thành quả thu được khi tập luyện bởi quá sợ hãi. Brink chia sẻ. Với Wilder, nhà vô địch WBC thừa nhận trên TMZ muốn được Tyson khen ngợi trước công chúng hơn là đằng sau lưng. Khi tôi thượng đài với Louis Ortiz, một vài người thân của tôi ngồi cạnh Tyson, ông ấy đã dành vài lời khen ngợi cho tôi, điều mà tôi ước ông ấy có thể nói trong các cuộc phỏng vấn. Về phần Tyson, huyền thoại làng quyền Anh đang có cuộc sống ổn định nhờ vào kinh doanh, khả năng cựu tay đấm người Mỹ trở lại là hoàn toàn có thể, khi mà trước đó, Evander Holyfield, nạn nhân của vụ cắn tay của Mike Tyson trong trận chiến hồi năm 1997, đã tuyên bố trở lại sàn đấu. Hiện tại vẫn chưa biết Holyfield tái xuất cho một trận biểu diễn hay chính thức. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Tức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kai Wilder chính thức biện hộ tin đồn bị Vladimir Kilisko đấm sấp mặt. Tin đồn Dan Wilder bị hạ knockout dưới tay Vladimir Kilisko từng được tay đấm người Mỹ lý giải trong quá khứ. Trong chia sẻ gần đây, Dylan White đã tiết lộ việc Dan Wilder bị Vladimir Klitschko hạ nốc ao khi tập luyện. Thực tế, White không phải là người đầu tiên đề cập đến vấn đề này. Trước đó, bình luận viên Johnny Nelson của Skypod từng loan tin tiến sĩ bùa thép đánh cục đàn em trong buổi tập hồi năm 2012. Thời điểm đó không có căn cứ nào chứng minh lời nói của Nelson là sự thật, song giả thiết của ông là có cơ sở bởi lúc đó Wilder vẫn đang ở tuổi đôi mươi, còn non kinh nghiệm và cần học hỏi từ những tay đấm xuất sắc. Vì vậy, nếu thực sự nhà vô địch WBC hạng nặng bị đo sàn dưới tay Vladimir Klitschko thời đỉnh cao, thì đây cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ. Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn trên Esport vào năm 2017, Wilder đã phủ nhận tin đồn trên. Ông mới nói tôi thường xuyên đánh tập với Vladimir, rồi nào là Vladimir đã hạ knockout tôi bằng cú body shot Hãy nhớ rằng Vladimir chưa có cú body shot nào trong suốt 11 năm qua. Thật bất ngờ, người ấy lại là tôi sao? Tôi chỉ ở trong trại tập luyện của Vladimir Kilisko đúng một lần và tôi thể hiện rất tốt trước những người ở đó. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Tay cho rằng mình quá mạnh để tham gia MMA đấu John Jones, Daniel Cormier. Đường kim vô địch hạng nặng WBC cho rằng sức mạnh của anh quá khủng khiếp nếu tay đấm này tham gia MMA. Trận đấu tranh tay vô địch WBC giữa Dan Tay và Tyson Fury sắp diễn ra vào tháng 2 tới. Dù vậy, những thông tin cho rằng Dan Tay chú ý đến MMA đang dần rộ lên. Có thể thông tin này bắt nguồn từ lời nói của Tyson Fury sau những sự kiện tham gia WWE và tập luyện với võ sĩ UFC Darren Till. Một số người cho rằng Dan Thay có thể theo bước Tyson Fury, nhưng Wilder hoàn toàn không có ý muốn bước chân vào lồng sắt. Nhà vô địch WBC tin rằng sức mạnh của anh không quá nguy hiểm đối với môn đối kháng này. Tôi cảm thấy MMA cho phép bạn ở phía trên đối thủ và dã thẳng vào mặt anh ấy với lực cùng tốc độ hướng thẳng xuống. Wilder cũng nói thêm, bạn biết không, tất cả đều là những lời nói viễn tưởng, Tôi không nghĩ tất cả mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Tôi chỉ đơn giản là quá nguy hiểm đối với mọi người ở trong bất kỳ bộ môn đối kháng nào. Tôi thật sự có thể kết liễu một mạng sống, bởi vì tôi có sức mạnh để làm điều đó, và đó là sự thật. Thật sự, Brown Bomber có một sức mạnh thật khủng khiếp. Trong cả sự nghiệp, anh đã hạ gục hàng loạt võ sĩ bằng knockout. ao. Chỉ duy nhất Tyson Fury đã sống sót trước cú đấm của Dan Tywarder. Trận đấu ở tháng 2 sắp tới sẽ đưa ra kết quả sau cùng và xác định ai là người giỏi hơn. Sức mạnh thần sâu quỷ khóc của Dan Welder hay là kỹ năng thượng thừa của Tyson Fury. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. siêu võ sĩ đánh bại quái vật Mike Tyson vì có mục tiêu đặc biệt. Ngay cả đến tận bây giờ, nhiều người hâm mộ vẫn chẳng thể nhớ nổi tên kẻ đã từng đánh gục Mike Tyson trong thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đối với James Dallas lúc đó, anh đã hoàn thành được lời hứa với người mẹ đã quất. Trong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, Mike Tyson là tên tuổi đáng sợ nhất trong làng boxing hạng nặng. Trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 20, giữ thành tích bất bại và hàng loạt những trận thắng nốc ao liên tiếp, Mike Thép là hiện thân của một hung thần trên võ đài boxing. Mike Tyson lúc bấy giờ là siêu sao hạng nặng với thành tích 37 trận thắng và chưa từng thua, trong đó có 33 trận thắng nốc ao. Lúc đó Mike Tyson vừa thống nhất được hạng nặng sau khi chiến thắng trong vánh trước Michael Spain vào năm 1988. Đối với James Buster Dallas, ông chẳng phải là một tay đấm xuất chúng. Lại càng không phải một huyền thoại bốc sinh, nhưng ông là người duy nhất từng hạ gục Mike Tyson trong thời kỳ đỉnh cao. Trước trận đấu đẻ đời của mình, Dallas thậm chí còn không thể chạm tay được vào chiếc đai vô chủ IBF. Dallas chưa bao giờ là võ sĩ cùng đẳng cấp với Mike Tyson. Giấc mơ dang dở của nhà Dallas Booster là con trai của Bill Dynamite Dallas, một võ sĩ quyền Anh thập niên 70. Bin chưa bao giờ chạm tay được vào trước vô địch thế giới và chỉ giữ thành tích 46 trận thắng, 16 trận thua. Chính vì giấc mơ giang dở này, Bin Dallas đã đưa James đến với boxing khi James chỉ mới vừa lên 10. Giấc mơ giang dở đó được truyền qua Dallas như một di thản đầy tiếc nuối. Boxing đã trải qua người cậu bé James như thế. Cùng với giấc mơ của cha, James lớn lên với tình thương của mẹ, bà Luz Pay Dallas. Dù vậy, Bin DaLoz chưa bao giờ là một huấn luyện viên xuất sắc và James cũng chưa bao giờ là một võ sĩ giỏi. cả một thời gian dài bước lên chuyên nghiệp, Booster download chỉ có thể tìm thấy chiến thắng trước những đối thủ bèo bọt, những đối thủ thua nhiều hơn thắng, những đối thủ non nớt mới bước vào võ đài chuyên nghiệp. Những chuỗi thắng của Booster liên tục bị chặn đứng mỗi khi anh thử thách bản thân mình với những đối thủ kinh nghiệm hơn. trải qua 24 trận đấu trong sự nghiệp với những đối thủ không thể yếu hơn james thậm chí đôi lúc vẫn phải thất bại trước cả những tay đấm mới chào sân chuyên nghiệp chẳng một ai có thể nhìn nhận james dallas quản lý của bin cũng phải từng thừa nhận rằng james không có tinh thần chiến đấu cũng như không có động lực để trở thành võ sĩ như cha mình vực thẳm và giấc mơ dang dở bước đến trận tranh đai vô chủ ibf dallas cũng là cái tên may mắn được trao cơ hội vì hệ thống IBF lúc bấy giờ cần một trận đấu bù nhìn để khởi động cho trận thống nhất đai hạng nặng sau đó của Mike Tyson. Tony Tucker lúc bấy giờ là một ngôi sao lớn với thành tích bất bại, trong khi James Dallas vẫn chỉ là một võ sĩ hạng xoàng để xảy chân trước những tay đấm non nớt. Tony Tucker đã nghiền nát James Dallas để rồi sau đó Mike Tyson lại tiếp tục nghiền nát Tony Tucker và trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng. Sau khi bị Tucker đánh bại, sự nghiệp james dallas tưởng chừng đã đến hồi kết james đi đến quyết định khó khăn chia tay với cha và tìm kiếm một huấn luyện viên khác hiệu quả hơn tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ thưa chuyện này với cha tôi biết rằng tôi cần bà ấy ở đó để giúp bố tôi hiểu tại bàn ăn tối hôm ấy bố tôi rất giận dữ ông nói với tôi rằng từ giờ tôi sẽ là kẻ đơn độc không khí gia đình lúc đó rất căng thẳng mẹ tôi là người đứng ra hòa giải bà luôn nỗ lực để hàn gắn gia đình chúng tôi sau đó bố tôi cũng đã chấp nhận được sự thật rằng con trai ông cần phải ra đi. Sau khi chia tay người thầy kiêm người cha, James Dallas tìm đến huấn luyện viên mới và nhanh chóng giành một mạch 6 trận liên tiếp, thắng trước khi gặp Mike Tyson. Cú sốc đến từ gã vô danh. Sẽ còn rất nhân từ nếu nói James Dallas là kẻ dưới. Giới nhà cái Las Vegas đã đưa ra mức cược không tưởng, đặt một ăn 42 đối với James Dallas. Đáng buồn thay, đó không phải là động lực thi đấu của James. 23 ngày trước trận đấu, một cơn đột quỵ đã cướp đi mẹ của James. James chỉ còn 3 ngày để tưởng niệm và gấp rút lao vào tập luyện. Cái chết đột ngột của bà Lula khiến cho đồng đội của James Dallas phải e ngại. Ai cũng nghĩ rằng James sẽ chóng bỏ cuộc. Nhưng đối với James, đau thương khi đó trở thành động lực để anh thi đấu. Đi vào trận đấu lịch sử, James Dallas nhọc nhằn vượt qua 8 hiệp đấu trước Mai Thép cho đến khi lãnh phải cú đấm móc hàm khét tiếng của Mai. Dallas đổ gục xuống và chỉ đứng dậy sau tiếng đếm thứ 9. Đối với kẻ tâm lý yếu và đã từng tự đầu hàng như James Dallas, sự vực dậy của James là một điều bất ngờ. Hai hiệp sau đó, James Dallas tấn công dồn dập không biết mệt mỏi, khiến Mike Tyson gặp bế tắc. Sau một loạt combo mạnh mẽ, James Dallas hạ knock out Mike Tyson trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Tám tháng sau đó, Dallas lại quay về với sự nghiệp thăng trầm như trước khi nhanh chóng bị Evander Holyfield knock out trong hiệp 3. Nhưng trước trận thua đó, James Dallas đã là nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng. Giấc mơ giang dở của gia đình đã thành hiện thực và niềm tin của người mẹ đã quất đã được đền đáp. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.